Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ vừa tiếp nhận 250 xuất quà do chùa Bát Nhã hỗ trợ, đồng thời trao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đợt mưa bão mới đây trên địa bàn quận. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận quận ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của chùa Bát Nhã, đồng thời nhấn mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 của quận Cẩm Lệ đạt được kết quả như hôm nay là có sự đồng hành rất lớn của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, trong đó có các cơ sở tôn giáo. Ủy ban Mặt trận quận đã phân bổ 250 xuất quà do chùa Bát Nhã hỗ trợ cùng với 100 xuất quà của Ủy ban Mặt trận quận cho Ủy ban Mặt trận các phường để trực tiếp cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cũng như bị ảnh hưởng do đợt mưa bão vừa qua. Một số hộ gia đình hiện nay cũng còn gặp hết sức là khó khăn, chưa đủ điều kiện mà để đi làm việc. Cho nên xác thái như vậy thì cùng với cái 250 xuất quà của chùa Bát Nhã hỗ trợ và Mặt trận quận tiếp tục hỗ trợ thêm 100 xuất nữa. Cho nên là Mặt trận quận rồi Mặt trận phường cũng tiếp tục quan tâm trong cái thời gian đến cho bà con nhân dân. Được biết trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ thường xuyên nắm bắt tâm tư đời sống người dân, nhất là các hộ khó khăn, từ đó vận động các mạnh thường quân kịp thời hỗ trợ, giúp người dân an tâm cùng với thành phố phòng chống dịch.